Dạo này cô cọp chịu khó lên sóng quá. Không biết là mọi người có chán chưa? Tại vì cái live stream trước á, mọi người hỏi Lam là cách chăm sóc tóc. Rồi inbox hỏi Lam rất là nhiều. Thì hôm nay Lam hẹn với mọi người đó. Mọi người có thắc mắc gì á thì chúng ta cùng có một cuộc nói chuyện ngắn để thảo luận về cách chăm sóc tóc đúng không? Hôm trước thì mọi người hỏi Lam là Lam dùng dầu đầu gì, chăm sóc tóc làm sao? Thì hôm nay nè, Lam hứa hẹn với mọi người đó, nói chuyện chúng ta cùng tám với nhau, thảo luận với nhau một chút xíu ha. Hôm nay chị Cọp không có đi làm nha. Thì hôm trước nè có ai đó hỏi Lam là tóc Lam chăm sóc làm sao. Thì hôm nay á mình gom lại cái chủ đề này ha. Hello Thanh Di Trần, lâu rồi không gặp em, cũng vô đây tám chuyện với chị ha. Tạm gia lệnh luôn hả? Lệnh ơi, chị đang nói chuyện chăm sóc tóc nè. Em có rụng tóc hay là gì gì đó hỏi thì chia sẻ nè lệnh nha. Thôi bây giờ để rút ngắn thời gian cho mọi người không có chờ lâu quá, bây giờ làm hỏi mọi người nha. Hỏi mọi người là cái tình trạng của mọi người là có hay bị rụng tóc không? Có bị rụng tóc nhiều không? Tóc mình nè, có bị rụng nhiều không? À có hả? Thật ra thì biết sao không bạn? Bé dâu chị chào. Chào bé dâu nha. Chào Angelie Thanh Trâm Thùy. Sắp phát sóng phim mới rồi nha, mọi người nhớ đón xem nha. Như thế này, thật ra thì Lam cũng không có phải là siêu nhân gì đâu. Biết sao không? Tóc của Lam nè, thật ra là cũng bị rụng, rụng nhiều lắm chứ. Hồi trước là mỗi lần mà gội đầu á là rụng cả một bó, một nhúm luôn. Rất là sợ. Nói không bị rụng tóc là xạo, đúng không? Ai cũng phải bị rụng tóc hết đó, chứ không phải là siêu nhân mà không có bị rụng tóc. Nhưng lúc đó thì Lam có sợ quá, tại vì rụng rất là nhiều. Hồi trước á, mỗi lần cột tóc á là cột một bó luôn, một bó luôn, chứ không phải là xong rồi sao rồi vì sao đó cái bó này nó càng ngày nó càng ít, càng ngày càng ít, cho nên là bạn Lam rất là sợ. Và sau đó là bạn Lam có đi hỏi chuyên gia đó, thì người ta mới nói là một ngày bình thường thì tóc rụng khoảng mấy chục cọng thì cũng là chuyện bình thường thôi, nhưng mà nếu như mà cái số lượng mà rụng quá mấy chục cọng á thì đó là không bình thường, đúng không? Cho nên là bạn Lam mới hỏi là tại sao vậy. Thì người ta nói á là do là mình dùng dầu gội đầu không có hợp với lại da đầu của mình, thứ nhất. Thứ hai đó là mình không có đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể của mình. Và thứ ba đó là do bị công việc, stress công việc, rồi thức khuya ăn mặn. Thứ tư đó là do ảnh hưởng môi trường, nắng nóng khói bụi, cho nên là nó tác động vô cái hệ thần kinh và ảnh hưởng đến da đầu của mình, và nguyên nhân đó là làm cho tóc mình rụng nhiều. Bạn Lam sợ quá, rất là sợ. Thì lúc mà tại vì về á, mình cũng phải tìm ra nhiều nhiều cái loại dầu gội đầu tốt nhất để cho cái tóc của mình, da đầu của mình khỏe, đúng không? Thì Lam gội rất là nhiều, và để tìm ra cái dầu gội đầu thích hợp rất là khó.
Thì trong một phút quẫn trí thế là bạn Lam mới nhớ lại hồi xưa. Hồi trước đó là mỗi lần mà bà nội của Lam á gội đầu á, cái Lam hay ngồi kế bên Lam xem bà nội Lam gội đầu. Cái Lam thấy bà nội của Lam á gội mấy cái trái gì mà gội mấy cái trái đen đen thôi luôn, ý ghê. Cái Lam mới hỏi là: ủa bà nội đang gọi gì vậy? Cái nay bà nội nói là gọi bồ kết. Bồ kết thì cái Lam mới nói là: để làm gì vậy bà nội? Cái bà nội nói thì để cho tóc nó mượt, rồi nó không có bị rụng tóc, rồi da đầu, giúp cho da đầu của mình không có gậu đó, thì làm cho tóc của mình nó mọc nhanh hơn. Thì tự nhiên cái lúc đó cái Lam mới thấy bà nội của Lam, trời ơi, tóc bà nội Lam dài lắm, lớn tuổi rồi mà rất là dài, dài chắc chắc cũng cỡ Lam vậy nè. Tóc bà nội Lam dài mà đẹp ơi là đẹp luôn. Xong rồi cái hình tượng đó nó thu vô tâm trí của Lam là nhất định phải có mái tóc đẹp giống như bà nội của mình. Thế là Lam tự nhiên Lam nhớ tới bồ kết, đúng không? Rất là đơn giản, dầu gội đầu bồ kết. Thì nói tới đây thì các bạn cũng biết là Lam ám chỉ điều gì rồi, đúng không? Là bồ kết Lam không có siêng như bà nội của Lam, đó là phải nấu trái bồ kết để lên gội đầu, không có. Tại vì không có thời gian, cho nên là Lam dùng dầu gội đầu bồ kết. Mà cái dầu gội đầu của Lam á không phải là dầu gội đầu bình thường, nó là dầu gội đầu đặc trị. Đặc trị là làm cho tóc của mình khỏe hơn, không có bị rụng tóc, và nuôi dưỡng da đầu của mình mọc nhiều tóc hơn. Đó là cái điều mà Lam muốn, Lam cần, thì Lam đi tìm hiểu. Thì Lam cũng chia sẻ với mọi người cái dầu gội đầu mà Lam đang dùng nha, để mọi người tham khảo. Để cho mọi Lam chia sẻ với mọi người cái dầu gội đầu của Lam đang gội luôn nha. Đây á, đây là cái dầu gội đầu mà Lam đang dùng hiện nay, không của công ty GN Natural luôn nè, đây là Serum for Hair. Thì trước Lam cũng nói với các bạn luôn á là công ty này thì dạo gần đây á Lam hay sử dụng các mặt hàng của bên công ty GN Natural. Thì công ty GN Natural là chuyên về sản xuất các mặt hàng là chiết xuất từ thiên nhiên mà, cho nên là Lam có một cái lòng tin về khi mà sử dụng những cái sản phẩm, những cái mặt hàng bên công ty GN Natural này. Thì Lam được biết là công ty này có cái loại dầu gội đầu này, nó đáp ứng được cái nhu cầu của Lam đang cần và muốn. Thì các bạn biết không, cái serum for hair này nè, cái serum for hair này nó không có đơn giản là một cái dầu gội đầu bình thường. Nó thì ngoài bồ kết ra, nó là dầu gội đầu đặc trị, thì trong đó nó có cái chiết xuất bồ kết nè. Bồ kết thì đi Lam đã nói rồi đó, là ngoài ra thì nó có cái chất là dầu dừa nữa, rồi hoa cúc, rồi hương nhu. Mà một cái chất rất là đặc biệt trong cái dầu gội đầu này á là các bạn biết không, đó là cái chất chiết xuất từ cái cây cọ lùng. Các bạn có biết là cái cây cọ lùng không? Cái cây cọ lùng nó giống đó, cái cây cọ của nó nhỏ xíu mà lùng lùng mà nó giống như cây kiểng vậy đó. Các bạn có thể là lên trên mạng kiểm tra cây cọ lùng, thì tên tiếng Anh của nó là saw palmetto. Thì Lam mới biết được trong đây có cái chất mà chiết xuất từ cây cọ lùng. Mà các bạn biết cây cọ lùng nó có tác dụng gì không? Đó là làm cho tóc của chúng ta mọc nhiều hơn. Một cái điều mà Lam đang rất là muốn.
nhói đầu á, ói á, rồi ngang tóc bị thưa đó, tóc bị gãy rụng do yếu đó. Đó là một cái tin vui thì Lam mới sử dụng, Lam mới mua về Lam sử dụng. Thì trong vòng một tháng đầu á, Lam có kiểm tra mà tháng đầu thì tự nhiên cái tóc của Lam á nè, tóc con nè, thấy không, mọc quá trời quá đất nè, tóc gì đâu mà nó mọc ra cả cái trán của mình luôn. Mọc quá trời mọc. Thì trong một tháng đầu tự nhiên Lam cảm thấy là nó mang lại cái điều mà Lam là muốn. Thì tự nhiên cái lượng mà gội đầu của mình á, khi mình gội đầu cái lượng tóc mình rụng á nó giảm hẳn luôn. Lam thấy rất là bất ngờ. Hồi trước rụng rụng một nhúm luôn, thấy ghê lắm. Mà giờ mà khi mà sử dụng cái dầu gội đầu này rồi á, tự nhiên cái lượng nó giảm hẳn. Lam thấy rất là bất ngờ về cái dòng sản phẩm serum for hair này. Đó là sản phẩm dầu gội đầu đặc trị nha. Nó không có giống như là, nó không có giống như là dầu gội đầu bình thường. Nó rất là có nhiều chất để mà bảo vệ tóc lắm. Có cái chất xả nè, hương bưởi nữa, cho nên đó các bạn biết là những cái chất rất là tốt cho da đầu đúng không? Lê Thị Tiên gội có bị bất chính không chị? Không, gội rất là bình thường. Mỗi lần mà gội đầu á, mình lấy một cái lượng nhỏ thôi, rồi sau đó các bạn cho một ít nước ha, cho một ít nước rồi pha đều với lại cái dung dịch này, rồi cái mình gội đầu lên. Nếu như các bạn không muốn pha với nước á thì các bạn để vậy các bạn gội cũng được, lấy một cái lượng vừa phải nha. Thì đó là một cái nguyên nhân mà Lam cần và Lam muốn khi mà Lam sử dụng serum for hair này, làm cho tóc của Lam không có bị rụng và tóc của mình mọc nhiều hơn đó. Thì nếu như mà có ai quan tâm á thì mọi người nên chú ý cái sản phẩm này nha. Tại chị chăm dữ lắm á, Lê Trâm chăm dữ lắm, Lam chăm dữ lắm. Tóc của mình là tóc, răng với tóc là gốc con người mà đúng không, cho nên là mình phải chăm. Ai cũng hỏi là lá tóc của Lam xài cái gì mà đen mà mượt quá vậy, thì đó là bồ kết đó. Bồ kết giúp Lam đó, rất là đơn giản thôi đúng không? Giá bao nhiêu hả? Cái này là chai, này là chai hai, giá của nó là 290 ngàn nha. Thật ra đây đây không phải là cái dầu gội đầu như bình thường bán trên thị trường đâu, mà nó là dầu gội đầu đặc trị, cho nên là cái giá thành của nó hơi cao một chút xíu. Thì tại vì các bạn biết không, dầu gội đầu đặc trị mà, cho nên nó vừa giúp cho tóc của chúng mình, tóc của chúng ta đẹp mượt hơn nè, rồi vừa trị bệnh vừa trị bệnh cho da đầu của mình nữa đúng không? Trị bệnh thì tất nhiên là nó phải có một cái liều lượng mà đắt hơn, mắc hơn với lại dầu gội đầu trong trên giá thị trường bán. Thôi vậy đi, Lan cũng nói vậy, đặt lên cái bàn cân để cho mọi người cùng cùng so sánh nha. Ví dụ đi, cái là dầu gội đầu này đặc trị này á, serum for hair này nè, giá là 290 đúng không? Thì bây giờ một tuần chúng ta gội đầu 3 lần đúng không? Đừng có gội nhiều quá, gội nhiều quá cũng không tốt, ít quá cũng không tốt. Thì một tuần chúng ta gội 3 lần đúng không? 3 lần đó mà dị chi ra một cái chai này đó, một chai này thì gội khoảng chừng 3 đến 4 tháng. 3 đến 4 tháng. Dị chi ra nếu như mà xài 3 4 tháng mà 290 ngàn, thì một ngày các bạn nghĩ đi, một tuần xài 3 3 ngày thì có mấy ngàn à, đúng không? Có mấy ngàn à. Thì các bạn nghĩ đi, nếu như mà dầu gội đầu đặc trị bệnh cho mình mà có mấy ngàn á,
thì cũng đáng đúng không? Rất là hợp lý. Như vậy đi, mình mua vậy đi cho nó, cho mình khỏi phải suy nghĩ cho nó quá nặng đầu. Vì cái dầu gội đầu này á, nó mang lại những cái điều mà mình cần, mình muốn, chứ mà nó trị bệnh cho mình mà. Vậy nên đúng không các bạn? Nó rất tại vì Lâm thấy á, cái chiết xuất trong cái dầu gội đầu này á, cái chiết xuất mà trong cái dầu gội đầu này á, nó mang lại những cái điều mà Lam muốn, đó là chống rụng tóc, làm cho tóc của Lam mọc nhiều hơn, rồi không có bị gầu, rồi mùi hương rất là dễ chịu. Nó mang lại cho Lam cái điều mà Lam cần, cho nên Lam sử dụng. Thì Lam muốn chia sẻ đến là ai á, muốn ai đang bị mắc cái tình trạng là hói nè, nang tóc bị thưa ha, hói đầu, nang tóc bị thưa, thì chúng ta nên chú ý về cái mặt hàng này. Biết đâu các bạn cần thì sao, đúng không? Lam chỉ chia sẻ với bạn là những cái sản phẩm mà Lam đang xài tốt cho Lam, thì Lam muốn chia sẻ với các bạn. Không thấy rõ hả Sửu Nhi? Đây là serum for hair đó, thấy chưa nè, đây là cái sản phẩm mà chị Lan đang xài nha. Mua ở đâu hả? Lát nữa Lam sẽ post cái đường link mà các bạn muốn quan tâm khi mua hàng á, lên cái page của Lam, thì các bạn có thể là mua ha. Ha, Bích Thùy nha. Chị không có bán nha bé Nguyên, chị không có bán, chị chỉ chia sẻ thôi. Chia sẻ cái gì mà tốt khi mà chị đang dùng thì mình cũng chia sẻ với mọi người. Tại mọi người cứ inbox hỏi Lam hoài à, hỏi Lam là xài cái gì cho tóc rồi này kia, mà Lam không có thời gian Lam trả lời cho các bạn. Cho nên hôm nay Lam hẹn với các bạn là nói chuyện với các bạn về tóc. Chia sẻ với các bạn là cái sản phẩm là Lam xài, Lam đang dùng, thì Lam chia sẻ nói chuyện nhau vậy cho nó nhanh gọn lẹ ha. Lát nữa ha, lát nữa xong cái cuộc nói chuyện này thì Lam sẽ post cái đường link đó ha, ha, ha Nghi Phạm ha. Tóc của em mồ hôi dầu dùng được không? Nguyễn Thị Tuyết Nhung, được, không có sao đâu. Cái này thì dầu gội đầu cũng nó bình thường thôi mà, tóc tóc nào mà không xài được chứ ha. Thì nó sẽ cải thiện cái tình trạng là chúng ta không có bị tóc mọc nhiều hơn, không có bị tránh tình trạng là hói đó ha. Cái hói nghe thấy nghe là thấy sợ rồi đúng không? Khoảng chừng trong vòng khoảng chừng 1 tháng thì các bạn có thể thấy là tóc của mình nó mọc 3 đến 10 cm. Cái phần này của Lam mà Lam thấy là rõ nhiều nhất nè, mọc chi đâu mà mọc quá thì mọc, nhưng mà Lam thích. Lam rất là thích. Thì Nhi Nguyễn thích thích tóc mọc mau dài không? Chỉ có thì khoảng như 1 tháng sau là em thấy liền hả? Chị thấy là hồi trước ở chỗ này là đâu có gì đâu, tự nhiên cái hả mọc gì đâu, mọc quá trời luôn, tóc mọc khoảng là thấy không, nó mọc ra ngoài này luôn. Thì ra em thấy là nó không có bị rụng nhiều giống như hồi trước nữa. Em không thấy thấy ghê quá. Giá bao nhiêu hả? Giá thì chị đã nói gì trên rồi, đó là 290.000. Cũng không có mắc đúng không? Đó là dầu gội đầu đặc trị mà, cho nên là nó, nếu như mà nó cao một chút xíu thì mọi người cũng, tại vì chữa bệnh mà đâu có đâu, thì mình cũng dành một chút xíu tiền để mình chữa bệnh. Em thấy không có gì là đáng lo ngại hết. 1 tháng sau nhiễm house, 1 tháng sau thì có thể là nó có hiệu quả với mình rồi, mình có thể mình kiểm tra. Em phải
giống như là nhím house phải có một cái, nói chung mình phải kiên trì nha, phải kiên trì thì mới có cái hiệu quả tốt nhất cho mình được. Chia sẻ giữa da mặt hả? Thôi để bữa nào đi, để bữa nào chị sẽ chia sẻ cho mọi người. Hôm nay chị hứa với lại một số bạn là chia sẻ tóc, thì hôm nay mình nói chuyện về tóc thôi ha. Ngọc Phượng, lát nữa cái gì Lam sẽ post cái đường link mua hàng trên mạng, trên trên trang của Lam nha. Đây nè. Thường á, thường sau khi mà gội đầu xong thì Lam hay ủ tóc. Lam hay ủ tóc, Lam rất là hay ủ tóc. Ủ để mà tóc cho tóc của mình bóng. Nè thấy không? Bóng nè. Có cái độ bóng nè. Thì Lam gội đầu xong thì Lam hay ủ tóc. Nếu như mà các bạn nào không có thời gian ra tiệm á, thì mình làm ở nhà cũng được. Thì mình lấy một cái lượng mà ủ tóc, đây là cái chai ủ tóc mà Lam đang xài. Mình lấy một cái lượng vừa phải thôi, cái này rất là nhiều nha. Mình đừng có lấy nhiều quá rồi nó uổng. Mình lấy một cái lượng vừa phải thôi. Để cho tùy tóc của mình dài hay ngắn, là tóc của Lam dài thì Lam cũng cũng lấy một chút xíu, dư một chút xíu ra. Thì lấy một cái lượng ủ tóc để mà Lam ủ. Lam là thường thì Lam lấy khăn ấm á. Khăn ấm xong cái Lam ủ, Lam mới quấn quấn cái khăn quấn lên trên đầu mình như vậy. Quấn lên rồi để vậy trong vòng 25 phút, 20 phút, 25 phút. Đó thì cái dầu ủ tóc này á, cái công dụng của nó là làm cho tóc của mình bóng bóng hơn và suôn mượt hơn. Và cái một cái điều mà đặc biệt á là cái phần mà đuôi tóc này nè, cái phần đuôi tóc này á nó không có bị chẻ ngọn nữa. Lam rất là quan tâm cái phần này đó. Lam cảm thấy là cái khi mà Lam ủ tóc xong, cái nó cái phần đuôi tóc này nó không nó 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 cải thiện rõ rệt luôn, nó không có bị chẻ ngọn nữa. Thì đây là cái dầu ủ tóc này nó giúp cho tóc của chúng mình như vậy đó. Thì với lại các bạn nào, các bạn nữ nào muốn cho tóc của mình á, cái mẹo thôi ha, muốn cho tóc của mình mọc mọc nhanh hơn, dài hơn á, thì với lại cho cái dầu ủ tóc này nó bảo vệ tóc mình nhiều hơn, thì các bạn nhớ mỗi tháng các bạn cắt cái phần đuôi tóc này nha, để cho tóc của mình dài hơn ha, khỏe hơn. Thì những cái chất ở trong dầu ủ tóc này nó sẽ nuôi tóc mình, làm cho tóc của mình khỏe hơn, đẹp hơn, bóng dài nhanh hơn nha. Đây là cái chai ủ tóc đó, Lan hay Lan xài một bộ như vậy luôn luôn, lúc nào cũng vậy. Gội đầu xong á, là ủ tóc hoặc là xả tóc, thì cái dầu trong cái ủ tóc đó nó làm cho tóc của mình bóng suôn ha. Cái chai này hả, cái chai ủ tóc này hả, yên bỏ chai này thì nó hơi cao một chút xíu, nhưng mà Lam thấy nó xài rất là nhiều, tại vì mỗi lần mà mình lấy ra mình một chút xíu thôi thì nó cũng đã hết tàu rồi. Chai này là 900 nha, 900. Thì Lam cũng đã nói rồi, đặt lên đàn cân thì xài trong vòng khoảng chừng 4 tháng, mà mỗi lần mà như vậy mình không phải xài nhiều, một tuần mình xài 3 ngày, thì nó sẽ giá cả nó sẽ không có nhiều như bạn nghĩ đâu. Thì sau đó nha, đúng rồi, quên nữa, quên, khi mà các bạn gội đầu, ủ đầu, xả 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 bằng bằng nước 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 lạnh bình thường, xả sạch nha, và xả sạch. Chứ nếu không cái nếu không xả sạch đó thì nó cái tóc mình á, khi mình sấy nó sẽ bị vết bớt, nó không có được suôn như vậy. Khi mà sấy xong rồi cái nó không, nó còn một chút xíu gì đó nó vương lên tóc mình á, thì nó sẽ không hay, không đẹp, đúng không? Thì mình sấy thì nhớ là để cái nhiệt độ đừng có cao quá, nó sẽ hư tóc, nó sẽ làm ảnh hưởng đến tóc, không có tốt cho tóc. Thì để nhiệt độ mát bình thường thôi thì mình sấy,
ha, không không nếu không có máy sấy thì các bạn có thể là hong tóc trước máy quạt cũng được, để cho tóc mình nó đừng có khô quá mà nó hơi ẩm ẩm thôi ha, nó hơi ẩm ẩm thôi. Rồi sau đó các bạn dùng một cái loại mà chai dưỡng tóc này. Chai dưỡng tóc này cũng là một bộ luôn, là serum for hair lotion đó. Chai dưỡng tóc này các bạn lấy một, mỗi khi dùng các bạn lấy một lá xịt, xịt xịt bạn xịt 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 đó, các bạn xịt xịt, sau đó các bạn cứ để bạn xoa xoa hết da đầu của mình, cho cái chất nó thẩm thấu vô cho tóc của mình, và giúp cho cái công dụng đây á, cái công dụng của chai lotion này á, đó là giúp cho tóc của chúng ta mượt mềm, và một cái điều là làm cho tóc của chúng ta mọc nhiều hơn đó. Tại thành phần chính của nó là cái chất mà Lâm nói đó, là chiết xuất từ cây cọ lùng á. Cây cọ lùng đó nó làm cho tóc của chúng ta mọc nhiều hơn. Thì đây là cái chai này á, nó có cái chất đó rất là nhiều. Thì sau khi gội đầu xong, sấy xong thì các mọi người dùng một chút xíu, một vài xịt thôi, rồi các bạn xoa xoa cho cái chất nó thẩm thấu vô da đầu của mình, rồi để vậy trong vòng đó, để vậy để khô tự nhiên ha. Cái chai 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 lotion này á, cái lotion này chị Lam mua là 490 nha, xài rất là lâu, mà mỗi lần mình xài là mình cứ xịt ít 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 thôi, là mình xoa lên chứ đừng có nhiều quá. Cái gì nhiều quá thì cũng không tốt, đúng không? Vừa phải thì lúc này nó cũng mang lại cái điều mà mình mong muốn. Thì mỗi món là nói cho bác các bạn thì các bạn cân nhắc ha. Thì đó là một cái bước dưỡng tóc của Lam. Lam muốn chia sẻ với mọi người, đây là ba sản phẩm mà Lam đang xài giúp cho tóc của mình không có bị rụng, tóc của mình mềm hơn, mượt hơn, không bị chẻ ngọn, nang tóc không có thưa và không có rụng. Rồi một cái điều đặc biệt đó là làm cho tóc của Lam mọc nhiều hơn ha. Đó là ba cái bước mà Lam đang xài, Lam muốn chia sẻ với mọi người. Bữa nay chị không có đi khoe, chị có nói chuyện với lại chị hẹn với mọi người nói chuyện đó bé Ngọc My. Mặt trời vậy, cảm ơn em, mê chị lắm hả? Bữa nay chị hơi nhiều chuyện với mọi người. Làm răng hả? Thì hôm nay là mình chỉ nói chuyện về làm tóc, chia sẻ tóc. Mình focus vô cái điều này ha. Để khi nào mà chị đi làm răng á thì chị sẽ nói cái địa chỉ cho mọi người biết nha. Cái công ty này á, hả chị? Công ty Mạnh Lê, công ty này là công ty TS Natural. Chị có thể lên mạng kiểm tra công ty này nha. Đây là công ty mà hiện nay thì em hay sử dụng các mặt hàng của họ. Tại vì Lan thì em được biết là công ty chuyên sản xuất những mặt hàng mà chiết xuất từ thiên nhiên. Hôm trước thì là em uống nước gất đó của công ty này luôn. Đó. Thì đây là một trong những sản phẩm mà em đang tin dùng. Đây là công ty giá khác rồi. Chị có thể xin lên trên mạng kiểm tra nha chị nha. Lát nữa có gì á, Lam sẽ post cái đường link mà mua hàng cho mọi người tham khảo trên cái trang Face của mình. Mọi người có thể vô đó, mọi người kiểm tra và thông tin mua hàng ha. Lam chỉ chia sẻ thôi. Thật ra thì biết cái gì được thì mình chia sẻ cho mọi người. Tại mọi người hỏi nhiều quá mà mình không có thời gian mình trả lời thì cũng không được. Nên hôm nay Lam dành mỗi thời gian để mà trò chuyện với mọi người. Thì đó là cái Lam muốn cho mọi người biết thông tin mà Lam đang xài chăm sóc tóc của mình nha. Để mọi người có thể là, nếu như mọi người có quan tâm á thì mọi người vào đó, mọi người vào cái trang mà sau đây Lam sẽ post cái đường link đó, mọi người tham khảo. Biết đâu đó thì mọi người cần mà, đúng không? Tại vì hiện tại bây giờ á,
cái không khí ô nhiễm môi trường nè, rồi stress công việc, rồi ăn uống, rồi dùng gội dầu gội đầu rất là nhiều, những cái điều mà mình nó ảnh hưởng đến là da đầu của mình, nó ảnh hưởng đến thần kinh của mình nè, nó làm cho da đầu của mình nó hoạt động nhiều quá cho nên sẽ không có tốt. Thì mình phải có một cái biện pháp ngăn ngừa, ngăn chặn, tìm ra cho cái sức khỏe chúng ta tốt hơn. Đó thì sau đây á, làm một chia sẻ với mọi người như vậy. Nếu mà mọi người quan tâm thì lát nữa mọi người có thể là vô trang đó, mà vô trang mà Lam sẽ post sau cái cuộc nói chuyện này nha. Thì hy vọng mọi người đúc kết được những cái gì mà Lam muốn chia sẻ. Lam chỉ muốn mọi người có một cuộc sống khỏe mạnh tốt hơn thôi. Đặc biệt là cái dầu gội đầu này, có thể là bạn có thể là nam và nữ đều xài được hết nha. Hói đầu, đúng rồi, nó trị hói đó. Đó một chút chia sẻ của Lam đến cho các bạn, bạn nam và nữ muốn quan tâm về cách chăm sóc tóc, thì đó là những cái mặt hàng mà Lam muốn chia sẻ cho các bạn biết. Serum for hair, đây đây là dầu gội đầu, đây là dầu ủ, và đây là chai dưỡng tóc. Ba sản phẩm này nó sẽ giúp cho da đầu của mình khỏe mạnh hơn, mọc tóc nhiều hơn, rồi giúp cho tóc của mình bóng mượt hơn, không có bị gãy rụng nữa. Thì thì đó là cái nguyên nhân mà làm chăm sóc tóc của mình. Nó không có mọc, nó không có bị, không có gầu, em không có gầu, là bồ kết mà, bồ kết chị gầu mà, đâu có gầu. Em bị rụng nhiều mà dùng giờ thì giờ đỡ được bao nhiêu chị? Thì đó cũng giống như Lam thôi, Lam bị rụng tóc nhiều thì Lam xài thì mình phải có thời gian mình kiểm tra, phải thời gian mình coi xem là mình phải kiểm tra nha. Nếu tóc của mình khi mà mình gội á, là mình biết liền à. Hồi trước thì mình cảm thấy là tóc nhiều quá, khi mà mình gội mình sử dụng thì trong khoảng chừng 2 tuần sau đó thì các bạn cảm thấy là biết được cái lượng rụng tóc nó nhiều hay không, chính các bạn là cái người mà cảm nhận được. Thì Lam cảm nhận được, khi mà Lam sử dụng Lam cảm nhận được là nó giảm hẳn luôn. Tại trong cái dầu gội đầu này là dầu gội đầu đặc trị trị là nang tóc bị thưa, chị nè, giúp cho nang tóc chúng ta kích thích rồi nó sẽ mọc nhiều hơn, mọc tóc nhiều hơn. Và một cái điều đặc biệt đó là hói đó, chị hói đầu, bây giờ gội đầu này là chị hói. Thì các bạn yên tâm, nếu như các bạn quan tâm thì các bạn có thể là vô trang của công ty CF Natural các bạn tham khảo nha. Đây, đi làm khuya, thức khuya, nắng nóng khói bụi rất là nhiều, thịt rồi ăn uống không có được đúng chất dinh dưỡng nữa, mà tóc của Lam mình thấy không, Lam giữ được như vậy Lam thấy là cũng hổ hạnh phúc lắm rồi đó. Là mình phải chăm, mình phải dưỡng, rồi xịt keo tóc, là mỗi lần làm tóc mà mỗi lần mà là tôi đau đớn lắm, cho nên là khi mà làm việc xong rồi là Lam lúc nào Lam cũng phải có một cái phương pháp để dành cho Lam, để bảo vệ Lam, còn cho công việc của Lam tốt hơn, chứ không thể nào để tình trạng mà nó xuất hiện, nó cứ như vậy mà mình không có một cái phương pháp nào ngăn chặn nó thì rất thì cái điều mà mình không mong muốn nó sẽ tới thôi, đúng không? Tóc bị rụng thì nhìn tóc rụng mà mình thấy thương luôn đó, thì mình phải nghĩ ra một cái biện pháp nào đó nên giúp cho tóc nó không có bị rụng nữa. Trời ơi, sợ lắm, trời ơi. Mặc dù là mọi người nói trời ơi, tóc nhiều quá, nhưng mà thật ra là cái người trong cuộc như Lam thì mới biết được. Đó, mình mới kiểm tra thì càng ngày càng tóc của mình càng dày hơn thì mình rất là thích, đúng không? Khi mà sử dụng một cái sản phẩm nào mà mang lại cái điều mà mình đang muốn, nó đáp ứng được cái tiêu chí của mình thì mừng lắm, rất là hạnh phúc.
Thì bữa giờ mọi người cứ hỏi là Lam dùng dầu gội đầu gì, có thể chia sẻ hay không, thì bây giờ đó đó là một lần đầu tiên mà Lam chia sẻ về cái bí kíp chăm sóc tóc của Lam. Thì cứ sử dụng thử đi. Thì giờ bạn nghĩ đi, một cái chai dầu gội đầu này nè, một cái chai dầu gội đầu này là 290 ngàn. Thì đó, nếu như nó chữa bệnh, nó chữa cho cái tình trạng tóc của mình, cho tình trạng da đầu của mình bị thưa tóc, bị tóc tóc bị rụng nè, rồi bị hói nữa, thì bạn nghĩ cái giá cả đó nó cũng hợp lý mà, đúng không? Thay vì chúng ta đi 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 da liễu để mà trị bệnh, thì Lâm thấy là tại vì trong cái dầu gội đầu đặc trị này nó có những cái chất như Lâm nói là vừa có bồ kết nè, rồi xả nè, tinh chất xả, tinh chất giọt bưởi nè, rồi hương nhu, hoa cúc, rồi cái cây cọ lùng đó giúp cho tóc chúng ta mọc nhiều hơn, toàn là những cái chất mà rất là tốt cho da đầu. Thì Lâm muốn chia sẻ cho các bạn ha, rất là tốt. Thì Lâm nói cho mọi người ngăn chặn bệnh bệnh hói đầu không tốt, đúng không? Nghe thấy hói là thấy ghê, Lâm rất là sợ. Là đúng rồi, đàn hương rụng tóc đau lòng lắm chị, không chị, chị mà gội đầu mà chị thấy tóc, mỗi lần mà tóc mình rụng nhiều là chị sợ lắm em ơi, trời ơi. Thì đó, thì mỗi một cái món này, dầu gội đầu là 290, chai xịt dưỡng tóc này là 490, 490, rồi đây là 900. Thì mọi người nên cân nhắc, nếu như mà cảm thấy như là tại mỗi lần mà xài thì không có xài nhiều đâu nha, xài ít thôi, lượng ít thôi, không có nhiều, mà một một sản phẩm như vậy là xài từ 3 đến 4 tháng lận, đó là rất là nhiều, đúng không? Công ty TS Natural, lát nữa chị sẽ post cái đường link đó lên trên trên page của mình, thì mọi người vô mọi người tham khảo nha. Thì nhân đây thì Lan cũng thì có một cái cuộc trò chuyện ngắn chia sẻ về cái nhãn hiệu mà Lan đang xài, trong cách chăm sóc tóc của Lan cho mọi người biết, để mọi người tham khảo ha. Thì không có phải là siêu nhân gì đâu, không phải mà không bị rụng tóc, cho nên là bị rụng rụng nhiều nữa là khác, tại vì công việc của mình lúc nào cũng keo xịt rồi hả, thức khuya tới khi tới sáng luôn đó. Rất là cái môi trường làm việc của Lan các bạn cũng biết rồi đó, nắng nóng rất là dễ sợ, cho nên là Lan luôn luôn Lan phải trữ những cái mặt hàng nào mà tốt cho sức khỏe của Lan, muốn chia sẻ với mọi người biết ha. Thì hôm nay thì mình có một cái cuộc trò chuyện ngắn như vậy, Lan chia sẻ với các bạn nữ là mình bạn nữ, mình bạn nữ bạn nam, nếu như mà gặp cái tình trạng mà như vậy á, thì nên các bạn nên có một cái bước để mà bảo vệ cho tóc của mình không bị xấu đi hàng ngày nha. Thì Lam cũng rất là cảm ơn mọi người nãy giờ quan tâm Lam ta bà tám. Ta bà tám mà không ngừng nghỉ theo dõi, thì Lam xin cảm ơn mọi người nha. Thì những cái bạn nữ nào mà Lam hẹn hôm nay nói chuyện á, thì các bạn nên nốt cho mình một một cái dấu sao về sản phẩm này ha. Lát nữa Lam sẽ post cái trang trang mua hàng, các bạn tham khảo ha. Hỏi nhiều quá tôi không có thời gian tôi trả lời, cho nên là bữa nay tôi hẹn với mọi người nói chuyện nè nha. Bận quá, tại vì không có rất là nhiều mọi người hỏi nhiều quá mà mình không có trả lời, thì hôm nay Lam hẹn với mọi người nói hết ra cái cách mà Lam dưỡng tóc nha. Chị gọi tên em đi, em Nhi Nhi. Rồi, chị gọi rồi đó. Việt Nam chất lượng cao. Thì công ty TS Natural này là một cái công ty mà Lam hiện nay thì Lam đang xài những mặt hàng của bên họ. Lam kiểm tra là tất cả những bạn của Lam cũng đang xài nữa, cho nên Lam thấy đây là một mặt hàng mà
nó đạt những cái tiêu chí mà Lâm cần, Lâm muốn. Thì thôi, thì nãy giờ cũng đã chia sẻ những cái gì mà Lam muốn nói cho các bạn biết. Đó là mặt hàng mà Lam đang sử dụng chăm sóc tóc của mình. Các bạn, nếu như Lam gửi gắm các bạn là nếu như các bạn mà đang lo lắng về tình trạng mà bị rụng tóc á, rồi bị hói á, thì các bạn nên 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 chú ý sản phẩm này nha. Đây là sản phẩm an toàn, Lam đang dùng cho nên là các bạn yên tâm. Tại vì sử dụng xong thì khoảng chừng một tháng sau là các bạn biết là tóc của mình như thế nào, mọc dài như thế nào các bạn biết rồi, các bạn nhớ quay Lam biết nha. Ít nhất đó, Lam nghĩ ít nhất cũng phải từ 3 đến 10 cm. Đó là một cái dầu gội đầu đặc trị. Thì nhân đây Lam cũng xin cảm ơn mọi người đã theo dõi Lam, chia sẻ Lam, chia sẻ với Lam cũng như Lam nói chuyện với Lam nha. Chúc mọi người một buổi chiều thật là làm việc thật là vui vẻ, mát mẻ, trẻ khỏe. Cũng 4 giờ rồi ha, mọi người chắc cũng sắp sửa là đi về. Thì nhớ nha, xong rồi cái mọi người có không ai mà không có theo dõi được á, thì có coi coi lại những cái điều mà Lam muốn chia sẻ hôm nay ha. Thì ai mà bận rộn quá không có coi được thì nhớ nhớ Lam nha. Xin chào và hẹn gặp lại lần sau, tám tiếp.